bí mật giúp tăng quyền lực cho giám đốc công ty nhờ đặt vị trí bàn làm việc, phòng làm việc đúng phong thủy. Thì hôm nay Quảng Tòng chia sẻ cho anh chị một cái trường hợp mà Quảng Tòng đã xử lý. Cách đây 6 năm thì có một cái chủ doanh nghiệp đã tìm đến Quảng Tòng và nhờ Quảng Tòng giải quyết. Đó là chị chủ doanh nghiệp làm trong một cái ngành trang trí, thiết kế và thi công và nội thất cho công ty. Thì do là một cái mảng mới cho nên cái doanh số của công ty cũng bùng nổ, cũng phát triển. Thì bên cạnh đó, sự phát triển của doanh số thì đó là sự phát triển về nhân sự ở các phòng ban. Thì sau một thời gian thì chị chợt nhận ra là chị nói nhưng mà nhân viên lại không có nghe lời, hoặc là bằng mặt lại không bằng lòng. Cái quyền lực mềm của chị nó bị ảnh hưởng. Chị đặt cái câu hỏi là không phải là do tính cách của chị hay không, hay có phải là do cái văn hóa của công ty không tốt. Thì sau đó chị mới tìm hiểu về cái phong thủy kinh doanh và chị đã liên hệ đến Quảng Tòng. Khi Quảng Tòng đến, Quảng Tòng đo đạc và tính toán thì Quảng Tòng nhận ra là bàn làm việc của chị, phòng làm việc của chị đã sai rồi. Trong phong thủy, cái phương vị Tây Bắc là cái phương vị của người quản lý, người lãnh đạo. Chính vì vậy, người CEO, người chủ doanh nghiệp phải ngồi ở vị trí đó, không được để cho nhân viên ngồi. Nếu người chủ doanh nghiệp không ngồi ở cái phương vị Tây Bắc đó thì cũng không được cho nhân viên dành vị trí đó, để tránh cái trường hợp đó chính là khí thế của nhân viên lấn áp cái khí thế của người chủ doanh nghiệp. Điều đó sẽ dẫn đến cái tình trạng là khi mà người chủ doanh nghiệp đưa ra một cái quyết định hay là một cái ý kiến thì người nhân viên thường hay phản đối và bằng mặt không bằng lòng. Đối với trường hợp của chị thì Quảng Tòng đã điều chỉnh lại cho chị cái bàn làm việc và phòng làm việc về cái phương vị Tây Bắc. Thì sau một thời gian thì chị phản hồi lại là đã có những cái cải thiện rất là đáng kể. Chính vì vậy mà sau này khi mà công ty phát triển, thuê ở những tòa nhà khác thì chị đều mời Quảng Tòng đến để xem trước cái vị trí ngồi làm việc cho chị. Như vậy anh chị có thể thấy là việc ứng dụng bàn làm việc, cái vị trí làm việc của người chủ doanh nghiệp rất quan trọng trong công ty. Nếu anh chị cần tư vấn, hỗ trợ thì hãy comment, Quảng Tòng sẽ tư vấn hữu duyên.